laptop, điện thoại hay là PlayStation, và còn nữa là cả PC và tablet, thì tôi đều chơi game trên tất cả những cái thiết bị như vậy. Và đây là chiếc tai nghe của tôi để cân được tất cả những thiết bị đó. Và chiếc tai nghe này có tên là SteelSeries Arctis Nova 5P Wireless. Và đây là chiếc tai nghe rất xứng tầm cho tôi có thể chơi được và cân được mọi loại game ở trên những cái hệ máy vừa rồi mà tôi liệt kê cho anh em. Và anh em biết chuẩn bị gì đặc biệt chưa? Tất nhiên là vào intro thôi chứ còn gì nữa. Review về chiếc tai nghe này nha. Bắt đầu thôi. Trước tiên, khoan hãy nói về chiếc tai nghe này ha. Mình sẽ nói về cái hộp của chiếc tai nghe này trước. Đây, bên trong cái hộp của chiếc tai nghe Nova 5 này á, thì nó sẽ có một cái dongle USB-C 2.4GHz nè, và thêm hai sợi dây cáp nữa nha. Thì trong đó sẽ có một cái sợi dây là kiểu dây sạc bình thường thôi. Còn cái sợi dây còn lại á, thì nó sẽ là dây USB-C to USB-A, để cho anh em có thể gắn cái dongle này vào những cái thiết bị mà không hỗ trợ cổng USB-C á. Thật ra thì mình thấy là giá mà bên trong hộp của con này á, mà nó có kèm thêm một cái túi vải nữa để đựng con tai nghe này á, thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Và thêm một số những cái thông tin nổi bật của sản phẩm thì anh em cũng có thể thấy nó ở ngay trên hộp nha. Chẳng hạn như là về cái tính tương thích với những cái thiết bị á, thì con này vô đối luôn. Từ PlayStation nè, PC hay là Switch của Nintendo, hay là mobile là bao gồm cả những thiết bị như là điện thoại, laptop hay là tablet này kia luôn đấy. Và bên cạnh của cái phần hộp này á, thì cũng sẽ có một số thông tin như là nó vừa hỗ trợ kết nối 2.4 mà cũng vừa hỗ trợ luôn kết nối là Bluetooth 5.3 luôn. Rồi, thì để hiểu rõ hơn sản phẩm á, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng review kỹ hơn về con tai nghe này nó có những cái gì đặc biệt ha. À, quên mất, mình nói qua một chút về thương hiệu SteelSeries cho anh em nào chưa biết nha. Nói chung là ngắn gọn và đơn giản dễ hiểu nhất á, thì SteelSeries là một cái thương hiệu đến từ Đan Mạch và họ chuyên sản xuất những cái bộ phụ kiện gaming gear rất là xịn, và họ cũng đang là nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển T1 luôn. Yes, T1 anh em ạ. Nói chung á thì SteelSeries á, họ có rất là nhiều những cái món đồ gaming gear, chẳng hạn như là chuột này, bàn phím này, hay là tai nghe vân vân. Chẳng hạn như là con Nova 5P Wireless mà mình đang có ở đây thì cũng là một chiếc tai nghe mới mà SteelSeries vừa ra mắt gần đây luôn. Rồi, bây giờ thì review qua trước về thiết kế ha. Về cái form của tai nghe á, thì mình thấy là nó không quá to và nó cũng không quá là hầm hố như là một số những cái tai nghe mà có cái mác gaming như thế này. Và ngay từ đầu á, mình cầm em Nova 5 này lên á, thì mình đã cảm nhận được ngay là chiếc tai nghe này chắc chắn là nó sẽ tập trung vào cái trải nghiệm đeo sao cho nó thoải mái nhất rồi. Và đúng là như vậy luôn em ạ. Khi mà mình đeo con này mình sử dụng hàng ngày á, thì thực sự là cái cảm giác đeo của nó rất là thoải mái luôn. Và cái trọng lượng của nó nhá, thì nó cũng chỉ loanh quanh tầm hơn 260g một xíu thôi. Và đeo lâu á thì không có cảm giác bị mỏi nè. Rồi các cái phần đệm ở trên thân tai nghe á thì nó cũng có cái độ mềm, độ đàn hồi rất là tốt nữa. Và mình thích nhất là ở cái phần ear cup á, cái lớp đệm này nó rất là êm luôn, và nó cũng là một cái kiểu chất liệu mà nó thoáng khí nữa, nên là khi mà mình đeo lên tai á, nó không có bị cái tình trạng là bí tai quá mức và gây ra cái cảm giác nóng nực hay gì trong quá trình sử dụng đâu. Nói chung là trong cái quá trình mà mình dùng em này á, mỗi ngày mà mình chơi game nó khoảng tầm hơn 2 tiếng liên tục, đeo liên tục luôn nha, thì mình thấy là con này vẫn có cái sự thoải mái rất là tốt. Và tất nhiên là cái kiểu chất liệu thoáng khí như thế này á, thì nó cũng sẽ có cái sự thoải mái hơn rất là nhiều so với những cái tai nghe mà có cái chất liệu kiểu bằng da rồi. Và nói thêm một chút là ở cái phần tăng chỉnh kích thước của tai nghe á, thì nó cũng được làm, mình thấy là cái khớp này rất là mượt nha. Mình kéo ra kéo vào thì nó rất là dễ và không có bị kẹt hay là gì đâu. Và với đầu của mình á, thì mình sẽ phải kéo ra ở hết mức luôn thì mình đeo mới cảm thấy là ok. Còn với anh em nào mà kiểu đầu nhỏ hơn mình á, thì mình nghĩ là đeo vẫn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tổng qua lại thì ở cái mức độ hoàn thiện thì mình thấy là SteelSeries đang làm cho con Nova 5P này rất là tốt. Mặc dù build của nó hoàn toàn chỉ là nhựa thôi nhá, nhưng mà cái chất nhựa này mình thấy là nó có cái độ cứng này, độ chắc này, hay là những cái khớp mà khi mà mình kéo ra kéo vào hay là xoay chỉnh các thứ á, thì nó không có bị cái tình trạng gọi là ọp ẹp hay gì luôn. Rồi, tiếp theo thì sẽ nói về tính năng ở em này thì nó có những cái gì đặc biệt. Thì trước tiên là mình sẽ cho anh em coi qua về những cái phần nút đang có ở trên thân tai nghe ha. Rồi, ở ngay phía tai bên phải này, thì ở đây nó sẽ có nút nguồn và nút chuyển đổi nhanh giữa chế độ wireless 2.4 hoặc là Bluetooth 5.3. Ở giữa thì nó sẽ có một cái đèn LED báo trạng thái là tai nghe đang ở cái mode kết nối nào. Và phía dưới thì nó sẽ có thêm cái cổng USB-C. Hết rồi. Còn qua phía tai bên trái này, thì đây nó sẽ có thêm một cái nút bật tắt mic nha, và thêm một cái dial để tăng giảm âm lượng ngay trên tai nghe luôn. Và cái như mình thích cái kiểu làm dial kiểu xoay xoay như thế này hơn là cái kiểu nút bấm tăng giảm âm lượng.
Tại vì cái cảm giác khi mà mình đặt tay vào, mình xoay tăng giảm âm lượng á, thì nó cũng có cái sự chính xác và tự tin hơn hẳn luôn so với cái kiểu nút bấm. Nút bấm thì mình hay bị cái tình trạng là đặt tay nhầm và kiểu bấm lộn nút ấy. Và nếu anh em thắc mắc là cái nút bật tắt macro ở đây thì cái macro của em này nó nằm ở đâu? Nó có phải là cái kiểu macro là khi anh em cần dùng thì anh em mới gắn vào tai nghe hay không? Không nha. Cái macro của con này nó được thiết kế và mình cảm giác mình rất là thích luôn. Đó chính là nó nằm ở ngay trên thân tai nghe luôn. Đây, SteelSeries đã làm ẩn nó vào bên trong thân tai nghe luôn. Mình cần dùng macro đúng không? Thì mình chỉ việc rút ra. Ui, hay thật sự luôn. Phải nói đây là cái chi tiết mà những con tai nghe mà mình dùng trước đây á, nó không hề có nha. Chủ yếu là những cái kiểu tai nghe gaming trước đây mình dùng á, thì nó là cái kiểu mà mic nó sẽ gắn sẵn ở trên tai nghe luôn. Ở kiểu gì nó hơi vướng víu một tí khi mà mình không cần dùng đến mic á. Hoặc là cái kiểu tai nghe mà mic tháo rời ra thì khi cần dùng thì mình gắn vào. Nhưng mà với con SteelSeries này thì nó là cái kiểu làm ẩn vào bên trong, và khi mình cần dùng á thì mình chỉ việc kéo ra thôi. Và trông nó hay thật sự luôn. Mà cái thao tác khi mà mình kéo ra kéo vô ở cái phần macro này á thì nó rất là mượt nha. Nó không hề bị cái tình trạng là kiểu bị kẹt hay là gì luôn đấy. Và cái macro này khi mình kéo ra thì nó cũng có cái độ dẻo dai để mình có thể chỉnh nó theo cái hướng mà mình muốn. Rất là hay luôn. Rồi bây giờ thì nói kỹ hơn về cái phần tính năng ha. Thì con này nó sẽ có một cái hay nữa, đó chính là nó có kết nối với app trực tiếp ở trên điện thoại luôn. Rồi đây là cái app của nó này. Tên của cái app thì nó sẽ là nguyên cái tên của tai nghe luôn. Khi mà mình kết nối vào thì mình có thể điều chỉnh được rất là nhiều thứ. Đặc biệt là cái phần reset âm thanh thì nó có rất nhiều những cái tựa game. Vô cùng nhiều luôn. Mình lướt mình thấy rất nhiều những cái tựa game mà mình từng chơi và những cái tựa game mà mình đang chơi luôn. Và nói thêm một chút ở cái điều kiện gọi là sử dụng thực tế của mình với con tai nghe này á, thì mình sẽ sử dụng cái dongle 2.4 này để cắm trực tiếp vào con PS5 của mình. Và với điện thoại á, thì mình sẽ kết nối Bluetooth với nó. Và trong quá trình mà mình chơi game ở trên PS5 á, mà lỡ điện thoại của mình nó có thông báo như kiểu là cuộc gọi đến á, thì mình chỉ cần bấm cái nút chuyển đổi nhanh chế độ ở trên tai nghe, hay còn gọi là quick switch á, là mình có thể trả lời được cuộc gọi luôn mà không cần phải kết nối lại với tai nghe với điện thoại. Tức là tai nghe của mình khi mà bật lên rồi á, thì mình sử dụng nó ở cái mode kết nối nào thì cái mode kết nối còn lại á, nó sẽ luôn trong cái tình trạng là standby để mình có thể dùng ngay khi cần thiết. Dễ hiểu hơn nữa thì đang ở cái mode kết nối là wireless 2.4 với PS5 thì con tai nghe này vẫn đang kết nối liên tục với cái điện thoại của mình thông qua Bluetooth đó nha. Tức là khi có thông báo thì mình chỉ cần bấm nút chuyển đổi phát là mình có thể nghe được thông báo trên điện thoại luôn. Và cũng ở trong cái điều kiện sử dụng thực tế khi mà mình chơi game với PS5 ở trên con tai nghe này, thì cái nút mà quick switch á thì mình có thể sử dụng nó để chuyển đổi kết nối từ 2.4 thành Bluetooth với điện thoại như mình có nói ở trên ha. Thì cái mục đích chuyển đổi này ngoài việc để nghe thông báo á, thì mình còn để tùy chỉnh những cái preset âm thanh mà mình cần với cái tựa game mà mình đang chơi nữa. Đây, chẳng hạn như là với cái tựa game mình đang chơi là tựa game Resident Evil 4 Remake, thì hiện tại là mình đang kết nối tai nghe với PS5 của mình thông qua cái dongle 2.4 và tai nghe của mình cũng đang bật ở cái chế độ kết nối là mode 2.4 luôn. Bây giờ thì mình chuyển sang một tựa game khác như là The Last of Us Part 1. Mình cứ bật game bình thường lên ở trên PS5 thôi. Và cho lúc chờ game khởi động á, thì mình sẽ bấm cái nút Quick Switch này để mình chuyển về kết nối Bluetooth với điện thoại. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái preset âm thanh từ tựa game Resident Evil 4 Remake thành tựa game là The Last of Us Part 1 là xong. Cái phần reset âm thanh này nó sẽ tối ưu với tựa game hiện tại mà mình đang chơi để có được một cách trải nghiệm âm thanh nó đã hơn. Nói chung thì cái việc mà mình tùy chỉnh những cái preset âm thanh theo từng con game mà mình chơi á, thì mình cũng có thể linh hoạt tùy chỉnh ngay trên điện thoại luôn chứ không cần chỉnh trực tiếp ở trên PS5. Thậm chí là ngay cả khi tựa game nó đang chạy thì anh em cũng có thể thay đổi cái preset âm thanh một cách hoàn toàn bình thường mà không cần nhất thiết là phải khởi động lại game. Tại vì thật ra theo như mình biết á, thì sẽ có một số những cái tai nghe mà nó cũng có cái tính năng là tùy chỉnh cái preset âm thanh theo từng cái tựa game mà anh em chơi để có được một cách trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Nhưng mà nó sẽ yêu cầu anh em phải reset lại game, tức là bật lại game hoặc là tắt game đi thì mới thay đổi được cái preset âm thanh, và sau đó khởi động lại game thì mới có thể tương thích được cái tính năng này. Nhưng mà với con SteelSeries này á thì nó là không cần nha. Game anh em vẫn cứ đang chạy bình thường, anh em chỉ cần kết nối với điện thoại và sau đó chỉnh lại cái preset âm thanh là nó tự động tương thích với cái tựa game đang mở luôn. Và cuối cùng đó chính là mình sẽ nói về chất âm của con tai nghe này. Thì bản chất nó là một chiếc tai nghe gaming, tức là mình sẽ nói nhiều hơn về cái khía cạnh trải nghiệm chất âm với gaming thì nó sẽ như thế nào. Cái mà mình thích nhất ở con này á thì cái giải bass của nó đang được làm rất là tốt, nghe rất là lực nè. Các cái tựa game mà mình chơi trên PS5 mà mình có cắm cái tai nghe này vô á thì nó tự động tương thích và chơi được ngay luôn. Và chất âm của nó nghe cũng rất là hay nữa. Nó có cái độ rộng nè, độ trầm nè, nghe rất là thích luôn. Đặc biệt là những cái tựa game bắn súng rồi tiếng súng nổ rồi bom đạn các thứ vân vân á thì nó nghe đùng 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 cực kỳ đã luôn. Hoặc anh em nào mà chơi những cái tựa game bóng đá các thứ á, thì cái tiếng ở sân vận động kiểu khán giả hò reo các thứ á thì nó cũng có cái độ bao phủ như kiểu là anh em đang có cái cảm giác là đang trực tiếp ở sân vận động luôn. Và cái chi tiết âm thanh của nó nghe rất là ngon nhá.
Còn trong những cái trường hợp mà anh em không chơi game mà anh em muốn nghe nhạc thôi á, thì mình thấy là con tai nghe này vẫn đang có một chất âm phù hợp cho cả âm nhạc luôn. Và cái ưu điểm thì nó vẫn sẽ nằm ở cái giải bass, tại vì nó sẽ phù hợp với những thể loại nhạc như kiểu là nó sôi động, EDM các thứ thì nghe nó sẽ đã hơn. Thậm chí là ở trong cái preset âm thanh ở trong app á, của tai nghe nhá, thì mình cũng có thể tùy chỉnh những cái preset như kiểu là bass, boost để nghe được những cái loại nhạc sập sình á, nó đã hơn nữa. Hoặc là chỉnh cái preset âm thanh về định dạng là flat thì nghe những cái thể loại nhạc acoustic hay là còn cái vocal rõ ràng á, thì nó cũng sẽ ok hơn nữa này. À quên mất, thật ra thì chất âm không phải là cái yếu tố cuối cùng, mà cái cuối cùng mình mới nói ở đây á, nó chính là về cái thời lượng pin của cái này. Tại vì đây là một chiếc tai nghe wireless nên là bắt buộc nó phải có pin. Và cái ưu điểm mà mình có thể thấy được á, đó chính là pin của cái này nó tốt một phần là nhờ việc nó không có led RGB ở bên ngoài. Tất nhiên rồi, có led RGB thì nó sẽ tốn pin hơn chứ sao. Nhưng mà với con Nova 5P này thì cái việc mà nó không có led RGB á, tức là bỏ đi được cái phần màu mè các thứ đi, thì đổi lại thời lượng pin của nó cũng sẽ được kéo dài hơn. Và với một lần sạc đầy của em này nha, thì mình có thể sử dụng liên tục được 60 tiếng. Mình nhấn mạnh là 60 tiếng đó nha. Nhưng mà đó là khi cái tai nghe này chỉ kết nối Bluetooth thôi. Còn nếu anh em kết nối song song với cả wireless 2.4 và cả Bluetooth nữa, thì cái thời lượng pin của nó lúc đó nó chỉ liên quan khoảng tầm 50 tiếng. Thì mình thấy là cũng nhiều mà đúng không? Nói chung thì cái thời lượng pin của mỗi người dùng thì nó sẽ là khác nhau, tại vì còn tính cả về cái yếu tố như là cái mức âm lượng của tai nghe anh em mở bao lâu, các thứ vân vân nữa. Nhưng mà tóm lại thì anh em có thể tin tưởng được là con tai nghe này nó có một cái thời lượng sử dụng rất là trâu nha. Tổng kết lại, với cái mức giá gọi là hơn 4 triệu cho em tai nghe gaming không dây này, và những gì mà anh em có được từ chiếc tai nghe này thì cái ưu điểm lớn nhất đó chính là về cái tính tương thích của nó với những cái hệ máy là nó cực kỳ cao luôn. Từ PC, laptop, PlayStation hay là Xbox, Nintendo Switch, rồi tablet, smartphone, chỉ cần một cái đồng hồ UPC 2.4 này thôi, anh em chỉ cần cắm vào là nó tự động nhận tai nghe và nghe được luôn. Rồi chưa kể nó có thêm cả kết nối Bluetooth để kết nối song song với cái chế độ 2.4 nữa. Rồi mình có thể tùy chỉnh được preset âm thanh cho từng game, và nó rất nhiều game nha. Và pin thì nó lại còn trâu nữa. Và anh em thấy sao về chiếc tai nghe này? Đây là comment ha. Và nếu anh em quan tâm về nó và muốn mua nó thì mình cũng sẽ để luôn cái link mua hàng ở ngay phần mô tả và ghi một comment để cho anh em tham khảo ha. Rồi, mình là Gà Tổng, hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên like, share và subscribe kênh nha.